Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với My Rock Big Salmon ở trong cái thành phố mới. Tại vì cái phiên bản Big Salmon cộng á, thì nó bị giới hạn về nhiều thứ, nên là mình sẽ qua bên này mình chơi ha. Thì qua bên đây là cái căn nhà hôm trước mình đọc Lucky Block á, thì hôm nay thì sẽ trở lại ở thành phố này cùng với Incinero không ta, hay là Incinero với Skidder cộng với Rehorn. Thì hôm nay mình sẽ sao bị mất cái vòng tay vậy ta? À đúng rồi, bên tập kia mình quýnh con Mew thì nó chưa có vòng nó không có rớt vòng Mega, và tập này mình cố gắng giết một con boss nào bình thường một chút để có vòng Mega ha. Rồi, chúng ta bắt đầu ở thành phố này. Ai da, nhảy ngu rồi. Cánh này hơi cùi chút. À, boss đây, hai boss mỗi ngày chúng ta có thể gặp ở đây là hai con boss uncommon, là boss cùi thôi, sẽ giúp cho mình có bóng hay là bất cứ thứ gì. Thử cái nào. Mỗi ngày sẽ được refresh. Trời ơi, quýnh với con này là không có lại rồi. Quýnh kiếm tiền mua ít máu. Chiêu này đi. Trời, một cái một. Nhìn bao quát cho nó đã. Này trâu quá, con này hệ nước. À, giờ nó quýnh mình cũng hơi thốn quá nha. Dùng Outrage coi. Outrage không tác dụng luôn rồi. Dùng chiêu bóng tối. Một cái một. Rồi mình bị ngủ rồi. Mình bị nó bóp ngủ rồi. Ngủ mất tiêu rồi. Tỉnh nè. Trời ơi, sao đưa có 50 đồng mới vậy, nghèo vậy. Ở chết cha, từ từ. Từ từ mình hồi máu đó. Lại nào. Ôi, sao quýnh rồi. Trời ơi, mình quýnh mới có cái mình buông ra. Cái là hết quýnh luôn rồi. Ok, vậy thôi. Để đi vô shop à. Ui, sao có con này. Sao bắt hả? Vui vậy. Bên đây có nhiều con mình không biết quá. Ok, vô đây đi shopping một chút. Trong đây ông già này không bán rồi. Hồi máu thôi. Nhưng trong đây không có, toàn trader không mà không có shop để mua một ít máu để mà mình đi ra ngoài. Ok, đi lên trên này nè. Rồi, đúng rồi. Ở vô nhà người ông bạn già của mình coi nào. Một con sát mà sao đâu vàng mà nó có chữ hóa đá. Ơi, con này hình như bị hóa đá rồi. Này, ăn cà rốt cho hết hóa đá nè. Rồi, không được rồi. Ê, chào mình luôn. Trigger. À, ok, coi nào, tiếp nào. Có thể giúp ông này một nhiệm vụ không? À, trước kia ổng từng sở hữu một con Masadao, và nhưng một thời gian sở hữu thì nó hóa đá KVNR. À, bây giờ là ổng muốn nhìn thấy. À, đúng rồi, bây giờ là cái thằng ông già này nè. Ông lão, ông bạn già này nè. Muốn là nhìn thấy con Masadao, tại vì ổng ở trong đó quá lâu rồi. Bây giờ mình phải đi tìm cách đi chinh phục một con Masadao thực sự ở thế giới Pokemon, cho ổng nhìn thấy là ổng mãn nguyện rồi. Chắc là ổng xong là ổng tặng cho mình ngôi nhà. Vậy là ngôi nhà nó sẽ thuộc về mình. Dạ, yeah. Mình sẽ thực hiện cái kế hoạch này. Cho ổng được thấy mãn nguyện là ổng đi phiêu lưu cùng với cục tượng thôi. Chứ mình nếu mà mình không có tặng ổng Masadao đâu.
nếu mà có trong thế giới này. Không biết thế giới này có Mai Sa Đào không nhờ, chứ trong mà thế giới kia là chúng ta là chưa từng thấy Mai Sa Đào. Mai Sa Đào có một câu chuyện rất là dài, đó chính là Long Vũ Bảy Màu. Khi mà một người nào đó được nhặt cái Long Vũ á, mà kiểu như là có một cái sức mạnh tà ác, thì Mai Sa Đào này nó sẽ xuất hiện như một cái bóng và nó sẽ cướp đi sức mạnh của người đó. Nhớ nôm na là như vậy, không biết có đúng không. Dạ, yeah, bây giờ mình sẽ là người thánh thiện nên chắc là mình bắt nó luôn. Khỏi, con này là như một cái bóng của chúng ta thôi. Đó, như mình có cái bóng rồi ha. Có cái bóng. Bây giờ mình phải tìm nó. Tìm nó ở vùng nào? Con này chưa biết được cái vỏ cái vùng xuất hiện của nó là chỗ nào ta. Để đi hỏi người dân coi. À, thằng này là một thằng trong rừng. Ê, trời quýnh nhau luôn hả? Cho hỏi biết Mai Sa Đào ở vùng nào không? Ôi, này đi rừng thôi chứ nó không biết rồi. Ok, phải đặt đập nó. Úp kiếm lên nè. S plus. Tăng. Một nhát. Đi rừng. Ê. Ồ, phải là con thú này quýnh mình, không phải anh này quýnh. Ủa, đem bướm nó liền. Đốt lửa luôn. Đốt luôn. Đốt luôn. Dạ. Yeah. Tạm biệt bạn. Không biết thôi, mình phải đánh bạn thôi chứ. Ok, cái kiếm mình có đeo xuống. Bỏ cái cánh ra coi. Đó, đeo cái kiếm này nhìn mấy chất. Đeo kiếm ra sau lưng. Không mà đeo cánh vô cho nó đẹp chứ. Bây giờ chúng ta phải tìm cái cách mà đi tìm một cái vùng đất của con Mai Sa Đào xuất hiện. Không biết nó nằm ở chỗ nào vậy ta. Trong bầy rừng cày quá nhiều nên chúng ta sẽ không biết được cái vùng của nó để xác định được phương hướng. À, có thể đi qua cái vùng đất của nó kiếm ở trong đây là nhiều thứ mới lạ. Theo thông tin được biết con này thì rất là mơ hồ. Chắc là mình phải... đúng rồi. Chắc qua những cái khu rừng. Đúng rồi, phải qua những cái khu rừng như là những khu rừng trên cây đã được nghiên cứu ở bên đó bởi các nhà nghiên cứu Pokemon. Bây giờ chúng ta sẽ là một chuyến hành trình để đi qua đó khu rừng bên đó coi nào. Bác sĩ này, ấy, quên nhầm chiêu rồi. E slash này. Tại sao lại nó dùng chiêu ra đổi con Pokemon. Hồi máu, đi thôi. Giờ trở về nhà chúng ta sẽ dùng cái teleport đi nào. Nhà chỗ nào rồi? Vậy là về cái hướng chỗ này. Trạm này, bây giờ mình sẽ đi cùng Skidder. Con này nếu muốn tiến hóa thì what the fuck. Con này bay không được ông ơi. Mày thật là phế, tại sao có cánh mà mày không bay được. Thôi đi vô. Con này thì không cho cưỡi. Để về. Để nhìn phương hướng đã. Trời ơi, dày thì thế nào mà đi tới nơi được, chắc chết luôn. Mở cái map lên đi cho nó dễ. Nghe quá, hay lắm. Lên. Máu kìa. Thôi đi bộ đi cho nhanh. Đi nó pap. Trở về làng.
Đi qua theo ga. Trời, một con boss. Rê hả? Ok, quýnh liền. Lên. Level 70. Rồi, húp hành luôn. Giỡn hả? Giỡn hả? Ôi, cùi bắp. Quẩy đi bà. À, quẩy đi bà. Đúng rồi, quẩy đi bà. Một cái này, một cục mega. Yeah. Yeah, eo whip liền. Có vòng tay ngay. Một cái này. Cái này không biết dùng sao hết. Quẩy đi bà. Quẩy đi bà. À, cái con này tên là quẩy đi bà. Hay lắm. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Người ta già rồi còn rủ đi quẩy. Quẩy đi bà. Người ta già còn rủ đi quẩy. Quẩy đi bà. Quẩy đi bà. Này thì quẩy đi bà. Trời ơi, đã dục hết rồi. À, đi vô cái giường ngủ cái đã. Ngủ ngủ phát trời sáng rồi, chúng ta cùng đi nè. Bên này không có giường. Có một cái giường chỗ này. Ngủ thôi. Yeah, trời sáng, đi thôi. Quýnh này được không ta? Ê, mỗi ngày là quýnh à, ngủ phát là quýnh được. À, dùng cái này luyện level cũng được ấy. Ratchacha. Này. Con này quýnh con này không hợp, mình phải đổi chiêu. Luyện kỹ năng cho tốt vào mới đi săn Masadao được. Ơ, bị ngủ rồi. Chết rồi. Này nó nói bậy quá. Ôi, không quýnh được rồi. Ok, chết. Skidder ra tay em ơi. Bị căng rồi, càng này nghĩ thua rồi. Ok, hay lắm. Đi thôi. Mesa. Không, chúng ta sẽ vô jungle ha. Đây, khu bên đây. Samurott đổi lấy liquid. Thôi, không có đâu. Vùng theo ga, đúng rồi, chính xác là hình như là ở vùng này. Không biết cái vùng này mình xuống rồi mình lên, mình về sao ấy chứ. Một thành phố Pokemon trên cây. Ok. Đi theo những cái này có thể lên được. Và chúng ta sẽ ở đây một ngày. Đó. Giờ sẽ đi tìm và hoàn thành thử thách ngày hôm nay. Chính xác là đi tìm một con khỉ. Không phải con khỉ. Trên bãi cây cối rất là nhiều. Masadao sẽ xuất hiện vào vùng này vào ban đêm. Thế là chúng ta sẽ ở đây vào ban đêm. Đây, Pokemon XE. À, ít y cho con mèo nó ăn miếng thịt chim nào. Trời ơi, mạnh nhá. Ờ, nó cũng bị mình quýnh một cái chết mà. Frame Tower. Con này phải chơi chiêu Inferno mới mạnh. Rớt cái trứng chim luôn. Con này phải kiếm cái chiêu Inferno cho nó.
Ôi, trong rừng này dày đặc như thế này sao mà kiếm được ta? À, chú công an mu. Trời ơi, sao ông lại núp ở trong đây? Có điều gì đó mờ ám hay sao ông lại núp trong đây? Có bán gì không? Auray có rồi, Grat có rồi. Ôi, ông bán tài kêu cùi bắp không? Mà ông bán giá trên trời dưới đất chứ ai mà mua cho được. Mình lại tiếp tục phải đi tìm nữa. Rồi lại đụng cái. Sao chỗ này lại đi xuyên qua được ta? Ơi. Không có cái rìu. Khó quá. Chắc là chúng ta sẽ đợi trời tối. Ok, thôi lại đợi trời tối vậy. Chứ bây giờ là không thể thấy được cái gì cả. Một con mấy con này nhìn rất là bự luôn, lạ quá. Simersia. Simersia. Ây rồi, quýnh mình cái đi luôn. Ồ, hai đứa đổi nhau. Wow, có một cái cục file game. Được, là duyệt. À đúng rồi, chúng ta phải hay là mang đôi giày vô đi cho nó lẹ. Đôi giày thân trưởng. Đôi giày này cũng không tác dụng trong rừng lắm hả ta. Đôi giày cũng không tác dụng lắm trong cái khu rừng như thế này. Ôi, vẫn chưa thấy đâu, chắc là có lẽ nằm ở đây ngủ một giấc rồi đợi cho trời tối đi. Chứ bây giờ là kiếm không ra rồi. Ôi, trời đã tối rồi. Rồi, lại một con boss. Một con boss mini. Rare boss hả? Có thỏ à? Mèo ăn thịt thỏ luôn. Rare à? Nó trên mình có 10 level. Ok, khá là dễ dàng. Này 120, 120 đi. Xong luôn. Một cục mega, một cục kẹo. Ok, lấy bấy nhiêu thôi. Wow, trong đây cái Pokésat không hỗ trợ. Ok, game sát nó không hỗ trợ. Rồi bà con ơi, đi kiếm khó quá. Ý à, con này nó thấy mình rồi. Đẹp quá. Đúng là ban đêm con này nó xuất hiện thật. Ôi, cái bóng nó trải dài ra kìa. Ê, quýnh luôn. Wow, tự tìm tới mình luôn. Tao có là người ác đâu mà mày tự tìm tới tao. Ok, mình sẽ đổi Pokemon. Còn Skeeter cũng khá là đầu ấy. Squat đen trước đi. Ôi chết. Chiêu này chắc nó không chết đâu. Mình còn yếu nhớt mà. Ôi, gần chết. Massa đầu. Sử dụng Cloud Combat. Kinh vậy. Kinh vậy. Tiêu rồi, kèo rồi, đi rồi. Thôi quăng bóng bắt nó đi. Deadpool bằng đêm. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Deadpool. Nó trốn đâu rồi? Nó lại trốn vào thân cây rồi. Con này là ý. Ô, Kick the Night Masadao. Yeah. Mình nghĩ là khó, ai ngờ Masadao lại dễ dàng như vậy sao? Ôi, vậy là kiểu như là ông bạn già ở nhà sẽ rất là mừng nếu mình đem con Masadao bằng xương bằng thịt về. Ôi, rất đẹp luôn, với đôi mắt lửa và một cái bóng ở phía sau của nó. Như thế này thì ông bạn già ở nhà chắc rất là mừng đây.
ôi nhìn rất là ách luôn. Để coi con này có skill gì nè. Mu Cloud Combat với trời ơi 120 power. Ủa nhớ con Masadao là hệ lửa với lại God mà ta. Sau đây nó lại là hệ Fighting với lại God ta. Mình nhớ là Fight với God là cái hệ chuẩn của nó. Hơi bị khó hiểu một chút. Khá là cao ấy. Được rồi đi về nào. Giờ không biết lên trên về chỗ cũ ngôi nhà là sao nữa. Gì vậy? Gì vậy men? Giờ không biết đường trở về như thế nào đây. Khu rừng đi phát mệt luôn. Ok, chúng ta đi trở về nhà. Trời, chiêu rất là đã, chiêu này Special Dep. Ăn trộm hả? Dep là ăn trộm, còn Special đặc biệt hả? Một cái chiêu ăn cắp con này là có chiêu ăn trộm á. Giống hình như là chiêu thật của nó. Không biết chiêu đúng, con bắt đúng skill của nó chưa? À, chúng ta sẽ tìm cách đi lên. Không biết lên bằng cách nào đây. Chỗ này hình như nó có đường lên. À ok, biết đường lên rồi. À, chúng ta sẽ qua đây. Ôi à, đi qua chỗ này. Lên tiếp. Leo cây mà. Đó, đây thì đây là đường lên. Ủa không phải. Hình như đây không phải đường lên. Chói quá, mặt trăng chói quá, không thể lên được nữa. Sao chúng ta có thể lên được đây ta? Lên coi nào. Vậy leo bám rất là tốt. Leo bám hết đường, không có đường lên chỗ này. Ok, chắc chúng ta sẽ làm một cái block đập và lên. Đây không có block nào hết. Hello trainer, are you playing on Talking Game Leader? It's a my one powerful fight type Pokemon. Ôi, quýnh nó Pokemon hệ lửa hả? Đâu? Yeah, hai người. Được, để cho mình thử thách Masadao mới bắt luôn. Ra nào em. À, con lửa là mạnh, đánh bọn này là cỏ rồi. Phải không? Serpentor, ui mạnh thế. Trời, mình Masadao đã cân hết rồi. Này hệ cỏ mà. A powerful fire attack là chính là con mấy con hệ lửa sẽ là rất là cực kỳ mạnh, rất là useful ở trong đây. Được tặng một cái gì đây? Earth Bandit. Ai, cái này là hình như là cái chương lửa coi nào, lan lửa đây nè. À. Hình thường đối thủ mày, nhìn đối thủ kìa. Pinsir Acklaw hả? Butterfree. Trời ơi quá đơn giản, chúng ta đã đánh bại. Ê, nó quýnh mình rồi. Ghê vậy. Một nhát thôi cu. Được một cái hy ve bandit. Ôi được hai cái huy chương luôn, trời sáng luôn. Mà những đường về là chỗ nào vậy? Đường về là chỗ nào vậy?
Khó quá. Shop. Đây, shop ở đây hả? Giờ mình đang nghèo thí mồ luôn. 5.000 đồng sao mua được cái gì? Có máu không? Ôi, bán Summer Bone, Hell Bone, Heaven Bone, Rick Grey Bone, Ultra. Trời này bán nhiều dữ hả? Mua thêm 5 quả. Ok, mua luôn. Bán hơi mắc á, nhưng ủng hộ khi tới rừng đi. Ở rừng mà người ta có bao giờ được buôn bán gì đâu. Bây giờ mình sẽ lên trên về về. Rồi, trở về nhà thôi. À, đi tè le nhanh quá. Trở về nhà đi cho ông bạn già. Chào ông sẽ rất là vui đây. Tăng tăng. Ôm đang ôm có tượng rồi, trời tội chứ kìa. Ê ê. Yeah, nè. Ờ thấy gì mình quay mặt. Ê. Quay đây nè. À đúng rồi này nè. Nè thấy chưa? Mai sao đâu nè. À thấy chưa? Thấy chưa? Đó, mai sao đâu bằng da bằng thịt nè, thấy đỉnh không? Sao 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 thấy vui không? Ôi. Khóc quá trời luôn ông mà đáy nó một lần nữa. Cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ là không có gì tặng cậu thôi. Tặng căn nhà dùng tạm biệt ngay mà tạm biệt cậu. Chắc tôi sẽ đi bụi. À, có lẽ là bây giờ là suy nghĩ kỹ chưa? À, gục đầu đúng không hả? Ờ được á. Vậy là thôi mình cũng không có gì, thôi mình nhận tạm vậy. Rồi, rồi cho ở thêm vài phút nữa đó. Rồi rồi đi đi bụi nha. Đi bụi chắc là đi phiêu lưu ấy chứ không phải là gì đâu. Mà sao đâu cho nhìn thôi chứ mình không cho đâu. Sao mà cho được? Bắt cực khổ đi rừng sau các kiểu bắt được bé Masadao rất là dễ thương như thế này.